Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 22 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra thông báo về kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình đoạn km 10 cộng 200 và km 10 cộng 350 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng sụt lún đoạn đường trên là do hai lớp đất yếu nằm phía dưới lớp vỏ cứng, phân bổ rộng khắp khu vực sự cố và xuất hiện nước ngầm, chưa phát hiện được để xử lý triệt để trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, gây mất ổn định công trình. Về giải pháp khắc phục sự cố, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án 6, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất trình bộ xem xét quyết định giải pháp khắc phục sự cố, đảm bảo kinh tế kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài. Ngoài ra, để an toàn cho người dân trong vùng dự án và không làm ảnh hưởng đến các đoạn tuyến liền kề. Theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương cho phép dỡ tải và triển khai các bước tiếp theo để khắc phục sự cố công trình, tuân thủ quy định.